Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài số 8 của cuốn Tượng Kỳ Kinh Điển Sắc Pháp Đại Toàn. Đấy. Thì hôm nay cái bài số 8 của cái đòn sắc pháp này có tên gọi là Pháo Triển Đan Sa hay còn gọi là Pháo Lăn. Nói chung là cái đòn sắc pháp này thì cũng là một cái đòn cơ bản thôi. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn theo lý thuyết và xem mấy cái bài thực hành là hiểu rõ ngay về cái bài sắt pháp có tên gọi Pháo Triển Đan Sa này. Thì lý thuyết người ta nói như sau: một bên dùng pháo xâm nhập tiền đài, đấy, tức là pháo xâm nhập tiền đài là tiếng cuối cùng này, đấy. Rồi mượn xe trợ lực hoặc sức mạnh của các quân khác bay lượn trái phải, tức là con pháo này là người ta mượn trợ lực của con xe đằng sau hoặc quân nào đó thì nó vật sang bên phải, trong lại lộn về bên trái, người ta gọi là bay lượn trái phải, gián tiếp quét sạch hệ thống phòng thủ sĩ tượng đối phương hoặc các quân khác mà giành thắng lợi. Loại sát pháp này là pháo triển đan xa, còn gọi là pháo lăn. Đấy, thì lý thuyết nó rất là đơn giản thôi, nó là con pháo đáy này, xong thường thường có che xe hỗ trợ ở đằng sau và vật sang trái vật sang phải, thường là vật hệ thống phòng thủ sĩ tượng của đối phương. Đấy, bây giờ chúng ta xem bài ví dụ nhá, bài số 1 nhá. Ví dụ như cái hình này nhá, bên bên đen người ta đang đe dọa chiếu hết bằng nước, đâm xe chiều và ăn xe xị, thì bây giờ bên đỏ sử dụng ngay cái đòn pháo triển đan xa, đầu tiên là tấn xe chiếu này, bên kia phải về xị và tấn pháo chiếu thì không thể về tượng được tại vì có pháo đầu nên buộc phải lên xị, tiếp tục lại vật pháo sang chiếu. Đây là đòn cơ bản của đòn pháo triển đan xa hay còn gọi là pháo lăn, thì buộc bên kia phải về xị, tiếp tục vật pháo 40 bình 6. Đấy. Và bên kia đâm xe chiếu bắn cục thì bên này rút con pháo về chiếu. Đấy. À, bên trắng sau khi đánh xong sĩ giải sát hoàn sát khéo léo giành thắng lợi. Giải sát hoàn sát thì cái câu này tôi nói nhiều lần rồi, ví dụ bên này đang đâm chiếu để đe dọa chém ở đây sát cục thì chúng ta rút con pháo về hóa giải lực chiếu đó của đối phương và sát cục đối phương, thì cái thuật ngữ này có tên gọi là giải sát hoàn sát. Ok, chúng ta sẽ sang tiếp bài ví dụ thứ hai. Đấy, đây nha. Ví dụ tiếp theo. Đấy, như hình bên đỏ đi trước. Đấy, đầu tiên là vỗ pháo lại chiếu. Thì các bạn có thể thấy là bắt buộc phải vào xe thôi. Tại vì nếu như về tượng thì pháo lồng, mà về sĩ thì đâm pháo chiếu. Thế nên là buộc phải vào xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái đòn pháo triển đan xạ đâm pháo chiếu, buộc phải lên sĩ, sau đó vật trong tượng lăn sang bên phải, bên cái buộc phải về sĩ, tiếp tục lăn sang bên trái. Đấy, đòn pháo triển đan xa là nó làm cái đòn quân pháo nó lượn trái lượn phải, tức là chỉ cái rõ cái lối đánh ăn sĩ ăn tượng, phá nát hệ thống phòng thủ của đối phương và bây giờ đang đe dọa giật pháo chiếu cục nên là buộc phải về sĩ, đúng không? Và sau khi về sĩ thì thoái về đánh chiếu tướng kèm con tốt đỏ, bên kia phải về sĩ thì tiếp tục chi sĩ lên để bắt hết bằng nước chém xe vào sĩ cục, buộc bên kia phải rút con pháo về hai nước, tiếp tục vật con pháo xuống sĩ. Đấy. Pháo trắng bay nhảy anh tượng đánh sĩ, thể hiện đầy đủ uy lực của pháo triển đan xa, đúng. Bây giờ bên kia phải vật pháo sang và tiếp tục giật xe vào nước đe dọa bình vào tâm cục, buộc phải chạy pháo ra một nước thì đi xe 8 bình 6 để nước sau vỗ tốt chiếu và đâm xe hết. Đấy, các bạn có thấy là bài này nó là mở rộng của đòn pháo triển đan xa. Đấy. Các bạn có thể thấy đòn pháo triển đan xa nó rất là hay. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp bài ví dụ tiếp theo. Đấy là xem các cái hình ví dụ này thì dễ hiểu thôi, đúng không? Đây, vụ hình này. Đâm xe chiếu, bên kia phải về sĩ, vật pháo vào sĩ. Đấy, đòn đầu tiên của pháo triển đan xa, vật sang phải. Bên kia phải bình ở đây, vật sang trái, chiếu tướng. Bên kia buộc phải thoái xe một nước, lại vật sang này chiếu tướng, bên kia lại phải về tượng, lại vật sang bên này chiếu tướng và tiếp tục xe là hết cờ. Đấy, các bạn thấy bài này là rõ nhất của về đòn pháo triển đan xa hay còn gọi là pháo lăn. Đây là một đòn tấn công hết sức cơ bản trong cờ tướng. Đấy, ok nhá, chúng ta sẽ sang tiếp bài tiếp theo. Đấy, xem các bài ví dụ này là dễ hiểu thôi. Sau khi học hết 19 cái đòn sát pháp cơ bản này thì chúng ta sẽ làm các cái bài tập sát pháp. Đây là cái bài minh họa: đâm chiếu về sĩ, đâm chiếu bắt buộc phải lên sĩ,
vật chiếu, đâm chiếu, thoái về chiếu, bắt buộc phải về sĩ và ăn cho tốt đe dọa pháo đồng. Đòn này là đòn pháo triển đan xa nhưng mà nó mở rộng một chút. Bên kia bắt buộc phải ra xe 3 binh 2 thì tiếp tục đâm chiếu phải thoái xe về và lại vật chiếu hai lần dùng pháo triển đan xa. Đấy. Bụp, đúng không? Đấy. Bên đỏ song pháo mượn uy lực của xe luân phiên xuất trận, phút chốc đã phá hủy phòng tuyến của bên đen, sau đó cùng tập kết ở bên cánh phải của đen, nhất cử giành thắng lợi. Tập trung cánh phải của đen này. Chúng ta xem lại cái bài này một lần nữa, cái bài rất là hay. Đâm này, đâm này, vật tượng này, sau đó lại đâm này, lại giật về, sau đó vật sang bên cánh phải của bên này, bên đen, họ đâm xong lại pháo triển đan xa tiếp, kết thúc ván cờ. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp bài này nha. Đây, bài pháo triển đan xa tiếp theo đây. Đâm xe chiếu, buộc phải về sĩ, không thể về tượng được, về tượng ăn đoàn hết cờ. Đâm pháo chiếu, vật chiếu, đấy pháo triển đan xa đấy. Lượn tiếp ăn con mã chiếu, bắt buộc phải treo tượng. Đâm pháo chiếu cái thượng tướng, thoái xem nước chiếu cục. Đấy, pháo triển đan xa là đòn tấn công hết sức hay và cơ bản trong các đòn chiến thuật cơ bản của cờ tướng. Đấy, đòn sát pháp pháo triển đan xa. Rất là hay. Ok nhá, chúng ta xem cái ví dụ cuối cùng của bài này. Đây, bài này đâm pháo chiếu, pháo phải tấn lên, vật con pháo lại sáng sĩ, pháo triển đan xa. Bên kia phải đâm xe chiếu thì giải soát đòn sát, giật pháo về, giải cái đòn sát của đối phương và sát cục của đối phương. Đấy. Nếu như bên này không đâm xe chiếu nhá, mà ra tướng đây thì cũng bị ở cái nước này hết cờ. Đấy, đây là cái bài minh họa tiếp theo của đòn pháo triển đan xa. Đấy. Nếu đâm đây thì rút về đáy cũng cục. Đấy. Thì tôi đã trình bày xong cho các bạn đòn sát pháp thứ 8 có tên gọi là pháo triển đan xa. Bài số 10 thì bài số 9 tiếp theo đó là đòn pháo trùng. Đấy, pháo trùng rồi chúng ta sẽ tiếp đến cái đòn muộn cung sát. Đấy, nó có 19 đòn sát pháp ở trong cái quyển này. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập. Cái cuốn này rất là hay. Cái cuốn này thì hiện tại là hết hàng rồi. Tức là các bạn muốn mua cuốn này vì bây giờ hết rồi. Không có để mà bán. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào